Xin chào các bạn đến với kênh tiếng Nga Azbuka. Hôm nay chúng ta sẽ học bài chào hỏi. Các bạn có thể thấy ở cột bên trái là tiếng Nga, cột bên phải là tiếng Việt. Cột tiếng Nga mình sẽ đọc hai lần mỗi từ. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Khi người Nga chào ai đó, chào một người lớn tuổi hơn hoặc là chào trong môi trường lịch sự, môi trường làm việc thì mình sẽ chào là Zdravstvuyte. Zdravstvuyte. Zdravstvuyte là xin chào. Khi mà chào bạn bè này, người thân thiết hoặc là người kém tuổi hơn mình thì mình có thể chào Privet. 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 Chào buổi sáng. Dobroye utro. Dobroye utro. Chào buổi trưa. Добрый день. Добрый день. Chào buổi tối. Добрый вечер. Добрый вечер. Khi hỏi công việc thế nào nhé, mình sẽ hỏi là Как дела? Как дела? Khi mà mình có thể nói là tôi rất vui khi được thấy bạn, mà người nói là một người con trai nói với người khác thì sẽ là Я рад вас видеть. Я рад вас видеть. Khi người nói là mình nhé, mình là con gái, thì mình sẽ nói với người khác là Я рада вас видеть. Я рада вас видеть. Tiếp theo để hỏi công việc hàng ngày như thế nào thì mình sẽ dùng câu đơn giản nhất là Как дела? Как дела? Khi mà mình hỏi một người lớn tuổi hơn mình này, hoặc là mình hỏi lịch sự sẽ là Как у вас дела? Как у вас дела? Câu này với câu trên thì nghĩa hoàn toàn giống nhau, nhưng mà nghe nó đầy đủ hơn, nghe lịch sự hơn. Hoặc là có thể hỏi là Как у тебя дела? Как у тебя дела? Hỏi bạn sống thế nào nhé, thì có thể hỏi là Как поживаешь? Как поживаешь? Dưới đây là các câu trả lời nào. Ví dụ tuyệt vời. Отлично. От лично. Tốt là хорошо. Хорошо. Bình thường nhé. Нормально. Нормально. Rồi mình hỏi bảo là tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Всё нормально. Всё нормально. Từ всё ở đây nghĩa là tất cả nhé. Các ví dụ ngược lại nhé. Dụ bảo tất cả tuyệt vời. Всё отлично. Tất cả tốt. Всё хорошо. Tất cả bình thường. Всё нормально. Dụ tệ chẳng hạn sẽ là плохо. Плохо. Hoặc là tệ hẳn, tệ lắm ơi là tệ. Совсем плохо. Совсем плохо. Mọi việc vẫn như bình thường, như mọi khi. Sẽ nói là Как всегда. Как всегда. Tiếp theo nhé, là ví dụ mọi thứ vẫn kiểu tạm tạm này, từ từ chậm rãi thì sẽ là Потихоньку. Потихоньку. Ở phần này thì hơi khó hơn một chút vì nó nhiều từ, dành cho level cao hơn một chút, nhưng mọi người có thể tham khảo. Ví dụ chào mừng, chào đón ai đến đâu chẳng hạn thì sẽ là Добро пожаловать. Добро пожаловать. Hoặc là một sự ngạc nhiên thú vị sẽ là Какая приятная неожиданность.
есть. Какая приятная неожиданность. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Давно не виделись. Давно не виделись. Câu tiếp theo cũng có nghĩa là lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhé. Sẽ là сколько лет, сколько зим. Сколько là bao nhiêu ấy. Сколько лет, сколько зим. Ví dụ hỏi bạn là bây giờ bạn có gì mới không? Thì mình sẽ có thể hỏi là что нового. Các bạn nhìn đây nhé, viết là нового, nhưng mà ого thì mình đọc thành ава, nên sẽ đọc là что нового. Ví dụ là bạn viết hẹn ai trước chẳng hạn, xong người ta đồng ý gặp bạn, thì mình khi mà gặp người ta hoặc là mình viết thư cho người ta, mình sẽ bảo là спасибо что согласились со мной встретиться. Спасибо что согласились со мной встретиться. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe mình. Tạm biệt các bạn nhé.